Theo điều tra phát hiện của Viện Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì làm sao các lứa lộc của cây ăn quả ra đồng loạt nó hạn chế được rất nhiều loài sâu bệnh như là cái con dề trồng cánh, như là con vẽ bùa. Và hiện nay có thể nói bà con đã rất là đau đầu với những cái bệnh vàng lá thối rễ như là bệnh greening, chúng ta cũng đau đầu với cái tập đoàn nhện nhỏ hay là con dề trồng cánh. Vì vậy mà cái vườn cây ăn quả chúng ta phải quản lý theo hướng quản lý cây trồng tổng hợp. Côn trùng phổ biến gây hại trên cây có múi như bọ trĩ, sâu vẽ bùa, dày dẹp. Chúng gây hại ở hầu hết các giai đoạn cây có múi và đặc biệt giai đoạn ra lộc, ra hoa, đậu quả đến khi thu hoạch. Chúng phá hoại trực tiếp hoa, quả non, lộc hay các lá bánh tẻ, làm rụng hoa, quả non hay mất diệp lục tố, ảnh hưởng tới quang hợp và làm giảm năng suất mẫu mã quả. Việc phòng trừ côn trùng gây hại như bọ trĩ dày dẹp hay sâu vẽ bùa không chỉ bảo vệ hoa, trùng hoa, quả non, lộc lá non mà còn là một trong những giải pháp hiệu quả để ngăn ngừa bệnh do vi khuẩn virus trên cây có múi. Để quản lý những cái đối tượng sâu bệnh này, ngoài cái việc dùng dinh dưỡng, ngoài cái việc là sử dụng các cái chế phẩm sinh học cho vào đất, các phân bón hữu cơ sinh học, hữu cơ vi sinh, thì đối với những sâu bệnh ở trên tán cây thì bà con cần phải sử dụng các cái loại thuốc đặc hiệu có vạch xanh theo chỉ dẫn của ngành bảo vệ thực vật như là Tres, như là Amistatop, như là Vitaco để mà phòng trừ những cái bệnh, những cái sâu bệnh như là vẽ bùa, như là dày trồng cánh, như là tập đoàn nhện nhỏ. Để phòng trừ hiệu quả thì trong mỗi các đợt lộc, bà con cần phòng ngừa chủ động các đối tượng dày dẹp, bọ trĩ, sâu vẽ bùa bằng các loại thuốc có hiệu lực kéo dài để hạn chế hiện tượng giải lứa. Mà theo kinh nghiệm các nhà vườn sử dụng thuốc Chess 50 VDG để trừ dày dẹp, bọ trĩ và sâu vẽ bùa, sâu đục quả bằng Vitacor 40 VDG tác dụng nội hấp, thấm sâu và lưu dẫn mạnh, an toàn với thiên địch thực tế cho hiệu quả rất tốt. Bên cạnh các biện pháp phòng trừ côn trùng hại cây có múi, thì các bệnh hại do nấm đặc biệt được các nhà vườn ứng dụng phổ biến trong các giai đoạn thời kỳ quan trọng nhất. Như tôi là dùng tin, thời điểm hoa bắt đầu tàn hết hoa đực và hoa cái là bắt đầu lở, là tôi phun một lần tin. Sau khi hoa lở xong là còn quả nhỏ là tôi phun nhắc lại một lần tin nữa. Khi phun tin thì tôi thấy sẽ có hiệu quả là quả nhỏ nó sẽ đậu hơn và nó phát triển nhanh hơn hơn những dòng khác. Những dòng ví dụ ngày xưa phun những dòng thuốc về trị lấm hay là phun đơn giản chứ không, bà con ngày xưa là hay phun về cứ phun thuốc sâu thôi, không phun với thuốc bệnh thì tỷ lệ nó cứ rụng nhiều. Nhưng khi cộng với thuốc bệnh thì phòng trừ được bệnh tốt thì là phun tin là tôi thấy là tỷ lệ đậu của con cao hơn và quả nó ít bị rỉ sắt. Bén bén cái thám thư nó hơi chấm chấm nhỏ nhỏ. Như cá nhân tôi là khi thành quả đến tầm tháng 6 trở ra đầu mùa mưa, chúng ta có thể phun xịt co, hoặc đến tầm hết tháng 7 thì nếu như trên tôi là sẽ đẩy giữ được cái mã nó phải thật đẹp, thật sáng. Thì thứ nhất là chúng tôi hay dùng xịt co một lần và amid là amid ta tốt. Cá nhân tôi là dùng 2 lần
Thế là phun giai đoạn từ cuối tháng 7 đến tháng 9 thì để cho quả bưởi, quả cam mạ sáng hơn. Tuy thuốc amitatop của Sin hoặc Tin nó đắt nhưng mà hiệu quả nó cao hơn. Nhưng cá nhân tôi là tôi sẽ không thay thế, bởi vì tôi đã từng thay thế và hiệu quả nó không được như những lần trước mình phun. Tôi sử dụng thuốc xì co vào cây có múi, sử dụng cây có múi thì vào cái giai đoạn tròn quả. Đây hiện tượng là như thế này, đây là bắt đầu tôi đang chuẩn bị phun đợt đầu để cho nó tròn quả và sáng mã đẹp, nó bóng quả. Từ ngay từ lúc bé thì nó mới đẹp được. Riêng gia đình tôi là phun như thế. Toàn dùng xì co đây, vì nó cái thuốc nó đắt nhưng mà nó mang lại hiệu quả cao. Thế là tôi dùng được, trước kia tôi dùng thuốc khác thì nó quả nó xấu lắm. Thế là các con nó cứ chê, thế là bây giờ tôi dùng xì co từ được 3 năm nay rồi. 3 năm nay tôi thấy quả đẹp, thế là năm nào tôi cũng cứ duy trì. Thấy quả đẹp lắm, bóng quả rồi tròn quả to mã đẹp, mẫu mã đẹp. Thế là tôi cứ, lúc nào tôi cũng thích dùng xì co. Thế là tôi cứ duy trì từ những cái năm tôi làm như thế, tôi thấy như thế là tôi cứ duy trì mãi đến bây giờ. Riêng cá nhân tôi thì tôi cứ thích phun cái này mãi, tôi không thích thay cái số thuốc nào được, không có được phải thế được hơn gì co cả. Quả cam là chúng tôi nhiều khi là còn phải treo sang năm thứ hai cơ, treo sang riêng của năm sau. Thế cho nên là tôi thấy áp dụng cái amitatop này vào là tôi thấy rất là hiệu quả rõ rệt, hiệu quả trông thấy, mã đẹp đã đành, bền mã và thời gian để lại càng được lâu. Các cái loại thuốc mà các cái cửa hàng tôi vẫn dùng phun cho cam thì là hầu như người ta cũng không nói đến cái vấn đề để giữ quả, cho nên là cũng không cảm nhận được cái đấy. Thế nhưng mà tôi áp dụng cho cái vấn đề từ cái cây vải mà nhà sản xuất áp dụng cho cây vải mà tôi áp dụng sang cây cam thì tôi thấy nó hiệu quả hơn hẳn so với cái thuốc thông thường mà mình vẫn mua các cửa hàng thuốc. Vùng trồng cây có múi Văn Giang Hưng Yên nổi tiếng với những giống cam V2, cam Vinh và đặc biệt là cây quất cảnh phục vụ nhân dân chơi Tết. Các sản phẩm Score hay Amitatop là những sản phẩm quan trọng để tạo ra cây quất đẹp với bộ lá xanh dày và mã quả sáng bóng. Từ ngày dùng cái Amitatop này rồi tôi cảm thấy là hiệu quả nó rất cao. Nó chống được cả bệnh gọi là xương này, xương mai này, rồi là bệnh nậu. Những cái vết tẩy ở trên cây là nó tẩy hết sạch bóng quả, bóng lá. Đấy, giúp cho cây trưởng phát triển rất rất tốt và độ dày của lá rất tốt. Dùng Amitatop này thì tôi khẳng định là hoàn toàn thay thế được những cái thuốc trước đây tôi đánh. Tại vì nó hiệu quả rất cao và kinh tế nó cũng không cao hơn những thuốc kia nhiều. Đạt lại cái Amitatop thì tôi đã sử dụng cái đây 2 năm. Thì như các đồng chí biết là trên cái vườn cam này, năm này là năm thứ 3. Thì có những cây nó mắc bệnh rồi thì nó đứng lại, còn những cây chưa có bệnh các đồng chí thấy là nó rất là đẹp. Mà những cái quả cái lá của nó thì hầu như là không bị bệnh. Đấy thì tôi khẳng định là cái Amitatop này sử dụng rất là tốt trong cái việc phòng trừ các bệnh. Với các giải pháp hiệu quả, những kinh nghiệm từ các nhà vườn trồng cây có múi đã ứng dụng những giải pháp khoa học nhằm nâng cao mẫu mã và giá trị cây có múi trên một đơn vị diện tích. Cùng với các giải pháp về canh tác khác, sử dụng dinh dưỡng cân đối, đặc biệt là dinh dưỡng hữu cơ trên các vùng sản xuất cây có múi sẽ định hình hướng phát triển bền vững cây có múi nói chung và cây cam quất nói riêng.